mình sẽ tiếp tục cái clip mà cái máy xay cá mình vừa dội các bạn. Đây mình có cải tiến cái lưỡi dao nè các bạn. Này cái lưỡi dao khá là đẹp nha. Cái lưỡi dao lúc trước nó bự quá các bạn ơi. Bây giờ tại có cá lúc nào mình sẽ đó các bạn. Mà trời hơi giờ mình quay trời tối mong các bạn thông cảm nha. Đây cái lưỡi dao nè. Lưỡi dao bằng inox nha các bạn. Cái cùi thì bằng sắt kẽm nha. Rồi, bây giờ mời các bạn xem nha. Mình thử bỏ cá nha các bạn. Đây. À, các bạn, ở đây chắc cũng tầm gần cả ký cá các bạn. Rồi, bây giờ thử nha. Mình cho anh em mình nhìn cái nha. Tôi. Vậy. Đây. Cho kính lại cái. Khá là ok nha các bạn. Cái lưỡi dao này nó rất là nhẹ hơn lúc trước nha. Nè các bạn. Nó nhẹ máy lắm các bạn. So với cái lưỡi lúc trước là rất là nặng nha. Cái lưỡi trước mình không lần đầu tiên mình làm nên mình cũng dành. Bây giờ mình gom lại đi. Mình gom lại mình đánh cái lưỡi nha các bạn. Đây. Mình đánh cái lưỡi cho nó thật là nhuyễn luôn nha các bạn. Bây giờ mình gom nha. Đổ luôn. Cá này nó đánh nó rất là dẻo nha các bạn. Này cá ở mình gọi là cá mồng gà nha. Còn mấy chỗ bạn mình không biết gọi là cá gì nha. Với cái máy này mình xay tầm 1 ký thôi nha các bạn. Nhiều quá cũng được mà nó nặng máy sợ nó nóng máy các bạn. Sợ mình sai với nhiều. Này nó mà xay vừa đủ số lượng cá các bạn, tự nó nhào qua nhào lại luôn rất là ngon nha. Còn ít cá quá nó sẽ dính vô cái nồi nha các bạn. Đây đưa cái xoong đây. Này mà bỏ đủ lượng cá là bắt đầu cái nó tự nó nhào à. Đây bữa có ông anh ông mình bình luận. Mình mở mình lấy cá các bạn phải rút điện ra. Giờ mình nhớ lời ông anh đó, mình cũng cảm ơn nha, cảm ơn đã nhắc nhở mình nha. Bỏ miếng nữa đi, không có nhiều nó mới nhen, nó nhào qua đủ số lượng rồi. Cái lưỡi này là rất là ok luôn các bạn. Đơn giản là bạn. Cái này là cái lưỡi này mình xài bằng cái con dao cũ của mình các bạn. Con dao cũ mình cắt ra. Con dao inox này các bạn xài bền lắm nha. Đây tầm khoảng 5-6 ký cá mình xài chắc chừng 15 phút các bạn. Chứ như đây mà bầm là chắc tới sáng luôn. nhiều hết luôn đi. Hết đi. Thôi lấy tay bốc hết luôn đi mẹ. Lỡ rồi, bốc đi. Nhà ăn mà có bán đâu mà sợ. Từ từ cho coi chừng nước nó chảy xuống máy. Không có biết giò mà nó chảy xuống máy ướt điện. Cái này cây nhà lá dương các bạn ơi. Này mình bốc mình ăn luôn chứ không có bán ai các bạn thông cảm nha.
Lần này là hơi nhiều quá, ký mấy á. Cái nắp son nó không phải nắp son của nó các bạn, nó không có kính á. Lấy cái gì vậy? Thấy cái lưỡi này rất là hiệu quả nên mình chia sẻ cho anh em tham khảo nha các bạn. Đây cái lưỡi nè, mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem nè. Cái lưỡi nó chắc tầm 15 phân à các bạn ơi, phủ bì luôn á. Là vừa cái máy mài mình nè, chứ bự quá nó nặng máy. Này rất là ok luôn các bạn, nhà mà ăn gì cũng để giờ bầm rất là cực nha. Cái lưỡi này rất là khỏe nha. Các bạn, đây xong cái thau này các bạn. Thau này là hồi mới làm mẹ mình mua khoảng 7-8 kg các bạn. Mà mần ra nó còn nhiêu đây các bạn. Này cá ông gà thịt rất là thơm nha. Cái này mà có lá mốp nữa, đùm là hết sảy còn 17 luôn nha các bạn. Đây, cái này giờ mình cho gia vị vào, đường, bột ngọt đồ các bạn. Miếng muối, cái này mà sáng mình thêm vài trứng vịt nữa các bạn, với hành lá rồi với tiêu rồi. Hầm khổ qua rất là ngon nha các bạn. Đây. Đây các bạn, giờ nữ này sẽ làm cho các bạn xem nha. Đây đem hành lá, tiêu đồ ôm cả người luôn các bạn. Đó, bắt đầu nè. Đó các bạn giờ. Làm bao nhiêu đây tiêu nè? Bây giờ bỏ tiêu nha các bạn. Cái cổ nó gắt tàn hắn hoài, mong bạn thông cảm nha. Vô ăn. Vô ăn nha các bạn. Đây nữ này sẽ cắt hành nha các bạn. Đây các bạn xem nè nha. Nhớ mặt nữ người nha, đang cắt hành nè. Nhìn cái cây. Nhìn cho tao biết cây. Trời có tối hương màu, mong bạn thông cảm nha. Coi chừng hành lá nó thòng dưới cát không kìa. Đây bột ngọt nha các bạn. Cái này mà khi nào mình ăn á, mình thêm chừng 2 trứng vịt nữa. Hầm khổ qua là hết sảy luôn bạn ơi. Cái này mình dò viên các bạn, dò viên nấu lẩu khổ qua cũng rất là ngon các bạn. Mình xay vậy nè là nó không có bị nhám các bạn. Còn mình bầm á, mình bầm cỡ nào nó cũng còn nhám các bạn ơi, không bao giờ nhuyễn được. Lấy bao tay nhồi đi các bạn. Dạ, giờ mẹ mình nhồi nha các bạn. Đây cái cá này nhồi càng nhiều nó càng dẻo nha các bạn. Cho miếng dầu ăn vô nhìn cá nó bóng ghê các bạn. Rồi nếu các bạn mà thấy hay hãy like và chia sẻ cho mình nha, để mình có động lực làm tiếp các video mới cho bạn xem nha. Các bạn tham khảo cái lưỡi mình lần nữa nha.
Nếu các bạn có inox thì làm cái cục này inox luôn là càng tốt bạn. Tại mình không có inox nên mình làm đỡ bằng cái sắt kẽm nha các bạn. Rồi bây giờ nếu các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ cho mình nha. Rồi bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại nha.